Xin chào các em. Hôm nay cô sẽ giới thiệu các con bài đầu tiên của chương trình vật lý 6. Bài có tên là đo độ dài. Thế thì ở trong thực tế chúng ta thấy là rất nhiều cách để đo độ dài đúng không nào? Chúng ta có thể dùng găng tay này, thậm chí một số bạn có thể dùng cả găng chân nữa. Hoặc là một số bạn có thể dùng cả một cái sải tay này để chúng ta đo độ dài. Nhưng mà theo các con thì như thế có chính xác được không nào? Chúng ta sẽ thấy là không chính xác đúng không? Thế cho nên là chúng ta sẽ phải có cái lý thuyết để phần đo độ dài của mình được chính xác nhất. Đây, cô xin giới thiệu với chúng ta đó là để đo độ dài của một vật thì người ta sẽ không dùng các loại vật dụng mà không biết chính xác về độ dài, mà người ta sẽ dùng các loại thước, và có rất nhiều loại thước khác nhau để đo độ dài. Chúng ta có thước xếp này, thước xếp các bạn thấy chưa nào, thước cuộn và thước dây. Ngoài ra thì đối với học sinh chúng ta thì rất hay dùng loại thước nào các bạn biết không? Đó là thước kẻ. Chúng ta sẽ quan sát một số hình ảnh nhé. Cô có ba loại thước trên màn hình, đó là thước xếp, thước cuộn và thước dây. Thêm một phần nữa là thước kẻ, chúng ta rất hay sử dụng rồi. Thế thì tất cả các loại thước này và thêm các loại thước ở trong thực tế nữa thì đó là những dụng cụ giúp chúng ta đo độ dài một cách chính xác nhất. Những đơn vị mà cô hướng dẫn chúng ta của bậc tiểu học thì ở trong phần sách giáo khoa vật lý 6, phần có thể em chưa biết, chúng ta còn giới thiệu về một số đơn vị nữa. Chúng ta sẽ kể đến đơn vị inch, đơn vị mile, đơn vị foot và đơn vị năm ánh sáng. Đơn vị đầu tiên là đơn vị inch. 1 inch chúng ta sẽ bằng 2,54 cm. Và đối với đơn vị inch này thì các con sẽ được nghe rất là quen thuộc rồi đúng không? Khi mà chúng ta cùng với cả bố mẹ chúng ta đi mua tivi chẳng hạn, thì chúng ta sẽ có ví dụ có một chiếc tivi với màn hình là 32 inch. 32 inch. Vậy thì 32 inch này chỉ điều gì của chiếc tivi này? Thì chúng ta nhớ cho cô, nếu coi chiếc tivi này là một hình chữ nhật thì độ dài 32 inch chính là độ dài tính theo đường chéo của chiếc tivi. Và chúng ta sẽ đổi ngay, 32 inch chúng ta sẽ biết được ngay bằng bao nhiêu centi bằng việc chúng ta sẽ lấy 32 và chúng ta nhân với 2,54 thì sẽ đổi được ra đơn vị centimet. Từ đơn vị centimet này chúng ta cũng hoàn toàn có thể đổi sang đơn vị mét, đơn vị km theo cách chúng ta đã đổi vừa rồi. Hoặc đơn vị mile bằng 1609 mét. Đơn vị này được sử dụng rất là nhiều ở nước Anh. Đơn vị tiếp tục là đơn vị 1 foot, 30,48 cm. Đơn vị này chính là độ dài của một bàn chân của chúng ta, nhưng bàn chân này là bàn chân người lớn cho nên nó có độ dài là 30,48 cm. Nếu mà độ dài bàn chân của chúng ta thì sẽ nhỏ hơn một chút. Hoặc là ngoài ra thì chúng ta có đơn vị là bàn tay, găng tay. Găng tay thì chúng ta rất hay sử dụng đối với người dân Việt Nam mình đúng không? Một găng tay của người lớn là khoảng 20 cm. Tiếp tục nữa là một độ dài lớn hơn, đơn vị 5 ánh sáng. Một năm ánh sáng chúng ta có giá trị là 9.461 tỷ km. Vậy thì để đo một cái giá trị bất kỳ thì chúng ta cần phải biết những điều gì? Thế thì khi đo, ví dụ chúng ta cần đo một độ dài là 50 cm chẳng hạn, thì liệu là chúng ta có thể sử dụng được thước kẻ 20 cm được không? Thì chúng ta không thể dùng được như thế. Cho nên là khi đo thì điều đầu tiên chúng ta cần phải biết đấy là giới hạn đo, được viết tắt giới hạn đo. Giới hạn đo chúng ta sẽ được định nghĩa là giá trị lớn nhất ghi trên thước, là giá trị lớn nhất ghi trên thước. Hoặc sau này khi các con dùng những dụng cụ khác để đo thể tích, để đo khối lượng, để đo lực thì giới hạn đo cũng được định nghĩa chung đó là giá trị lớn nhất ghi trên dụng cụ đo đó. Và các con hãy quan sát thước kẻ mình đang sử dụng.
Ví dụ, cô có một thước kẻ được ghi giá trị theo đơn vị centi. Đơn vị đầu tiên là 0 và cuối cùng là 30 cm. Vậy giá trị lớn nhất của cái thước kẻ này chính là giá trị 30. Và mình sẽ khẳng định ngay là giới hạn đo của thước này là 30 cm. Đây là cách chúng ta xác định về giới hạn đo. Và phần tiếp theo nữa là ngoài việc mà tìm về giới hạn đo thì chúng ta cần phải biết xem là liệu là khi giá trị đo đó thì chúng ta sẽ được giá trị bao nhiêu. Thì chúng ta cần phải biết về độ chia nhỏ nhất. Vậy độ chia nhỏ nhất thì được định nghĩa như thế nào? Chúng ta sẽ định nghĩa là giá trị giữa hai vạch chia liên tiếp trên thước. Cô có ví dụ sau. Ví dụ cô có một thước với độ dài vạch ban đầu là vạch số 0, vạch số 2, vạch số 3, vạch số 4, vạch số 5. Chúng ta có giá trị 0 đến 1. Được chưa nào? Ở đây chúng ta quay lại định nghĩa độ chia nhỏ nhất là giá trị giữa hai vạch chia liên tiếp trên thước. Cô có giá trị từ 0 đến 1 theo đơn vị centi. Bây giờ cô sẽ đếm xem là ở trên này thì có bao nhiêu khoảng cách. Cô có khoảng cách thứ nhất, khoảng cách thứ hai, 3, 4 và 5. Vậy ở đây chúng ta sẽ có là 5 khoảng cách. Chúng ta sẽ lấy giá trị 1 và chia cho 5. Chúng ta sẽ được giá trị là 0,2 cm. 0,2 cm này chính là từng cái khoảng cách mà hai vạch chia liên tiếp nhau trên thước. Cho nên mình sẽ có luôn giá trị độ chia nhỏ nhất ở đây chính bằng 0,2 cm. Vậy ở đây cô hướng dẫn chúng ta cách xác định từ vạch số 0 đến vạch số 1. Nhưng liệu là không cần từ vạch số 0 đến vạch số 1 thì chúng ta có xác định được độ chia nhỏ nhất hay không? Ví dụ ở đây cô có vạch 32 đến vạch 33 của một thước bất kỳ và cũng có 5 khoảng cách. Đúng không nào? Vậy chúng ta cũng lấy giá trị 32, 33, chúng ta trừ đi giá trị 32 cũng được giá trị là 1 và chúng ta chia 5 khoảng cách. Vậy dù hai giá trị bất kỳ như thế nào thì độ chia nhỏ nhất vẫn là khoảng cách giữa hai vạch chia gần nhau nhất trên thước. Và chúng ta cũng xác định được đối với thước này là 0,2 cm. Thế thì đối với việc là chúng ta xác định được giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất rồi thì việc quan trọng hơn nữa đó là chúng ta sẽ phải tiến hành cách đo như thế nào. Thế thì giả sử cô đang sử dụng loại thước trên bảng cô vẽ để cô đo giá trị độ dài của viên phấn cô đang cầm trên tay. Thế thì đầu tiên là cô sẽ phải đặt vạch đầu tiên của thước. Cô đặt phấn này phải đặt song song hoặc trùng với thước. Song song hoặc trùng, đúng không nào? Thế thì vạch đầu tiên của viên phấn này cô phải đặt trùng với vạch số 0 của thước. Và cô sẽ có kết quả ở vạch, cô sẽ ghi lại vạch cuối cùng trùng với đầu bên kia của viên phấn. Cô sẽ có vạch ghi dấu sao. Cô đánh dấu sao. Và khi đọc kết quả, chúng ta sẽ đọc kết quả của vị trí dấu sao này, kết quả của viên phấn, độ dài. Thế thì độ dài của viên phấn này sẽ chiếm từ vị trí 0 đến vị trí vạch đầu tiên là 0,2 cm rồi. Và đến tiếp tục nữa, chỗ này nữa, khoảng 0,02 cm nữa. Đúng không nào? Cho nên chúng ta sẽ được ghi kết quả như sau. Đó là kết quả sẽ ghi là 0,22 cm. Tức là khi ghi kết quả,
chúng ta sẽ lấy giá trị sát trùng với vạch mà chúng ta đã vạch dấu. Và khi đọc kết quả, chúng ta cần phải đặt mắt vuông góc. Do đó, khi ghi kết quả, chúng ta sẽ phải ghi kết quả chung với giá trị ban đầu là đơn vị centi. Và thứ hai nữa là phải chia hết cho độ chia nhỏ nhất. Đấy là toàn bộ phần cách đo và lưu ý về giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất. Cô hướng dẫn.